Dạ, Hoa Lan Quang Minh xin kính chào các cô chú anh chị yêu Hoa Lan trên cả nước. Hôm nay ở clip bán hàng này, Hoa Lan Quang Minh xin giới thiệu đến các cô chú anh chị mình một số cái mặt hoa dendrochớp, hát tùng chớp để các cô chú anh chị mình sưu tầm, bổ sung vào bộ sưu tập hoa lan chớp của mình. Số điện thoại của Hoa Lan Quang Minh là 0797278898. Thì số này em có sử dụng Zalo, thì cô chú anh chị nào mình có xài Zalo thì mình kết bạn giao lưu chia sẻ kinh nghiệm trồng lan, giao lưu mua bán các cô chú anh chị mình. Mặt hoa em đang cho các cô chú anh chị mình xem, đây là cái mặt hoa của cây bin vip luôn nha các cô chú anh chị. Bin vip mặt hoa rất đẹp ha. Và cái cây này thì nó nằm ở mã số 2, thì từ từ em sẽ quay qua. Bây giờ để giới thiệu với các cô chú anh chị mình cái mặt hoa của cây hắc tùng chớp nè. Thì đây là cái mặt hoa của cây hắc tùng chớp nha các cô chú anh chị. Hắc tùng chớp thì cái cây mà em giới thiệu đến các cô chú anh chị mình ở ngày hôm nay, đây là cái cây con của cái mặt hoa này. Đây là một đứa em chơi chung ở Tân An Long An, là sổ trúng sổ được cái mặt hoa này, là nó rất là đẹp nên là chia sẻ về. Đó là chính xác, nó là mặt hoa này luôn nha các cô chú anh chị, chính xác nó là mặt hoa này luôn. Chờ em chút kìa. Đây, cây này là cây hắc tùng chớp. Hắc tùng chớp thì đây là cái cây mã số 1 nè. Mã số 1 hắc tùng chớp 3500k. Đây là hai lá, thì cô chú anh chị mình thấy là hai lá, thì ở đây nếu mà lột vỏ lụa ra thì nó sẽ thấy được cái mầm gốc đang chuẩn bị lên nè. Đây, rồi nó lên luôn rồi. Rồi, bên đây là một mầm ha, bên đây thì chắc cũng u mầm nữa. Rồi, bản thân cái gốc của nó là bên đây nó là còn một cái mầm gốc bên đây nữa nè. À, của cái thân chỗ này. Đó, của cái thân chỗ này nè. Đó, đây, hai lá. Hai lá 3500k cho chậu hắc tùng chớp. Mặt hoa tuyệt đẹp. Thì đây là 27 xăng nè. Cái chiều dài của cái này là 27, còn cái này là 20 nè các cô chú anh chị. Đó. Đây là hắc tùng chớp ha. Mặt hoa rất là đẹp, rất đáng sưu tầm các cô chú anh chị. Và cái bộ rễ của nó cũng rất là đẹp luôn nè. Cây rất khỏe đó nha. Hắc tùng chớp. Bạn ngắm hoa đi. Rồi, tiếp theo, đây là mã số 2. Mã số 2 cây pin vip. Mã số 2 pin vip 1800k. Đây, cái mặt hoa là lúc đầu em cho các cô chú anh chị mình xem đó. Mặt hoa tuyệt vời, ông mặt trời luôn. Rất là đẹp các cô chú anh chị. Đây là mặt hoa rất là chất lượng nha. Rất là chất lượng. Rồi, đây, cô chú anh chị mình thấy là cái cộng đầu nó là 26 xăng nè. Đó, cái cộng đang hoa là 26 xăng, còn cái cộng mẹ của nó là 20 xăng nè. Cái cộng bên đây là 14 xăng. Đó, đang rất là khỏe, rất là lực luôn. 1800k cho mã số 2 ha. Đó là pin vip nha. Đây, sụp nắng này. Không có thấy được cái vẻ đẹp của cái Ruby No 2. Cái Ruby No 2 này mã số 3 là 1600k nè. Rồi, nắng trở lại. Đây cô chú anh chị, cái mặt hoa chớp mà đem ra nắng mà chụp hình quay phim ngắm là nó tuyệt vời ông mặt trời luôn các cô chú anh chị, rất là đẹp. Đây cô chú anh chị thấy đây là cái mặt hoa thực tế của Ruby No 2, cây đang khoe sắc tại tại cửa hàng luôn. Mã số 3 1600k Ruby No 2 ha. Hai thân lớn và một mầm. Đây, cái thân đang hoa của chú anh chị mình thấy là 30 xăng nè. Còn cái thân bà ngoại, cái thân bà ngoại còn khủng khiếp hơn, là xém 40 xăng luôn, 39 xăng. Còn cái mầm tơ là bao nhiêu? Cái mầm tơ là 11 xăng.
Ruby No 2. Đây là một cái mặt hoa cực kỳ đẹp nha các cô chú anh chị. Thì bên cạnh cái giò lớn đó, em sẽ còn hai cái giò nhỏ để giới thiệu đến các cô chú anh chị mình nữa. Đây là cái mã số 4 nè, 650k, cũng là Ruby No 2, thì một mẹ một con. Hai thân này là rễ ngon lành cành đào. Đây, cái mầm mẹ là được tầm 12 xăng nè. Đó, cái tầm cái thân con chứ thân tơ. Rễ là ngon lành đàng hoàng nha. Đó. Rồi tiếp tục là mã số 5 nè, Ruby No 2. 650k. Đây. Rễ là tuyệt vời ông mặt trời luôn, nó mạnh lắm. À đây. Cái thân này cô chú anh chị mình thấy là nó cũng đã là 12 xăng nè. Còn cái mầm mẹ của nó, thân mẹ của nó là 9 xăng. Rất đẹp nha các cô chú anh chị. Đây là cây giống, này làm giống. Rồi, tiếp tục là Ruby No 1, mã số 6, 1200k. Đây, Ruby No 1, mặt hoa. Đó, nó sẽ khác với cái mặt hoa của Ruby No 2. No 1 thì cái viền này viền trắng nè, còn No 2 cái viền nó màu hồng. Nói chung mỗi một cây vậy nó có một cái vẻ đẹp riêng các cô chú anh chị. Đây ba thân lớn với là một cái thân tơ nè, ba thân thắt ngọn rồi với một cái thân tơ. Đây. Hai mươi xăng. Cái thân bên đây là 28 xăng. Còn cái mầm tơ này là 16 xăng. À, bên đây thì khoảng 15 xăng. Ruby No 1. Mã số 6. Rồi, như vậy thì vừa rồi em đã giới thiệu đến các cô chú anh chị mình là 6 cái mã số của Dendro chớp. Rồi có hắc tùng chớp, thì cô chú anh chị nào mình yêu thích cái mặt hoa nào thì mình sưu tầm nha các cô chú anh chị. Xin nhắc lại là số điện thoại của Hoa Lan Quang Minh là 0797278898. Xin cảm ơn các cô chú anh chị đã theo dõi clip bán hàng của Hoa Lan Quang Minh. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.